Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Tiền sư nó nhà thằng nào đầu năm đầu tháng mở cái bài nghe buồn chết người. Gớm, nó thấy mình ngồi trước cổng chùa nó mở ngay cái bài con nhà nghèo, gớm thật. Sao mùng một Tết mà cái chùa này vắng thế nhỉ? Mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào hôm nay lại chọn ngay cái chùa này, nó vắng như cái chùa Bà Đanh ấy. Chả có ai lai vãng lên đây, không khéo ngày hôm nay thu nhập chả được bao nhiêu. Gớm vất vả thế. Ôi con lạy ông đi qua, con này bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước ngựa tay bố thi cho con vất vả đoạn trường cam qua trong cuộc sống này này. Con này nó không có quả tim này. Van nài như thế mà nó vẫn lơ đỉnh, nó đi nó cứ nhìn mình bằng cái khóe mắt như thế nào ấy. Chúc mẹ chồng gọng đi ơi. Còn nãy ông đi qua nãy bà đi nãy, Nam ơn Nam Phước bố thì bà ơi, vất vả quanh năm chả đủ ăn bà. Con chào bà. Mày kêu tao hả? Ô hay nhỉ, ở đây chỉ có mỗi hai người, con không gọi bà con gọi ma. Ôi con xin lỗi bà. Vâng, bà làm ơn nạp phúc bô thi. Mày đừng có giỡn mặt tao nha mày. Mặt tao vậy mà thèm nói chuyện với mặt mày hả? Quên đi con. Bà ơi đi đâu sớm thế, chồng mong con khóc gì mà đi sớm thế. Bà dừng chân cho con hỏi vài câu. Hên cho mày đó, bữa nay tao ăn chay, tao dễ tánh đó nghe con. Bữa mà tao ăn mặn mà tao ăn mắm sống rồi mày tan xác mày nãy giờ với tao rồi mày. À mà chắc mày ở đâu, mày mới tới đây mày không biết danh tao hả? Nguy tao sớm chùa này á là dữ dội lắm á, người giàu gặp tao còn khó nói chuyện người nghèo như mày. Vâng, con xin lỗi bà, nhưng mà con là người phàm mắt thịt, con không biết uy danh của bà, nhưng mà cổ nhân mình có câu giận gần chết ngày Tết cũng thôi, nên con quấy quả muốn hỏi bà vài điều vậy mà. Nè, đừng có giỡn mặt mày, tao long trọng giới thiệu cho mày biết á, tao là bà Năm Sừng Trâu nè, chuyên cho dai ăn lời, ở đây ai cũng phải nể mặt tao hết trơn á mày. Dạ thưa bà, đầu năm bà nói như thế là con không biết sừng trâu sừng bò, con chả khe. Nhưng mà con chỉ muốn là con nói chuyện với bà vài câu, bà đừng giận con, đầu năm mà con vui rồi. Thôi thôi thôi, nói gì nói đại đi, mệt quá. Bà ơi, con người bà phốt pháp như thế, chắc là bà sống nhân đức lắm rồi mới cho bà thân hình nở nang thế bà nhỉ. Mày đừng thấy tao hiền mà không hận tao nha mày. Này bà ơi, ở đây giữa đường giữa xá, trước chùa trước miễu, bà không nên gọi con bằng mày. Người ta gọi bà là có chừng người ta đi ngang, người ta đánh giá bà là con người thiếu văn hóa. Mà nói cái câu dâng giang mình hay gọi, người ta hay gọi là mất dạy đấy không? Cái thằng này nó mất dạy thiệt. Mày ăn mày, tao không kêu mày bằng mày, không lẽ tao kêu mày bằng nội mày? Ô bà nói như thế là bà không nghiên cứu về sách vở rồi. Ấy thế không khéo bà thiếu văn hóa thật rồi. Tại vì ngày xưa mình có cái câu như thế này này, chó nào chó sủa lỗ không, chả thằng ăn trộm cũng ông ăn mày. Chỉ có ăn trộm người ta mới gọi bằng thằng thôi, ăn mày là người ta gọi bằng ông hết. Ăn mày cũng văn chương dạy đời nữa. Thôi được, ngày tư ngày Tết tao hỉ xả cho mày đó. Rồi nói gì nói đi ông nội. Vâng, bà ơi, ông mà mình có câu lá lành đùm lá rách đùm lá nát nó đùm cái lá tả tơi. Không lẽ bà thấy con tả tơi thế này bà không đùm con lại sao bà? Tao mới xuống chùa mời đồng bạc rồi. Ôi, cái câu này hay nhất này, dù chơi chín bật phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người. Bà cho chùa bao nhiêu cũng không đủ, bà cứu mình con là coi như bà cho chín cái chùa rồi. Làm qua, ơn tao tay. Mới cứu trợ nặng lụt hết 10 đồng bạc rồi, bảo Katrina đó, tao cứu hết 10 đồng rồi. Sáng nay tao cúng chùa 10 đồng nữa, bây giờ gặp mày nữa. Trời, nhà nào tao cũng làm phước kiểu này, tao bán nhà tao ăn làm sao. Nhưng mà thôi, coi như tao hy sinh nữa nè. Vâng, cảm ơn bà. Tết nhất của tao hy sinh nè, lì xì với mày 2 đồng ăn Tết nè. Chúc. Bà ơi, bà thương cho chót.
Đấy, bà cho con nhiều nhiều tí, bà cho 2 đồng trả đủ mua bó rau muống thôi, thôi con không lấy giả lại bà đây. Ăn cho... mày mà ra giá nữa, tiền tao tao muốn cho nhiều tao cho chứ. Trời đất ơi, thằng này nó chảnh thiệt đó nha. Lấy kiểu này mang nhục lắm. Đây, cảm ơn. Ăn mày thì ăn mày, vẫn có nguyên tắc của thằng ăn mày. Đây bà không nhìn thấy donation minimum $10. Ăn mày nó cũng phải có cái danh dự của thằng ăn mày chứ bà. Danh dự mấy thằng làm biếng danh dự gì. Ô thế là bà không, bà xem phim tàu nhiều bà không để ý à? Bà có xem chuyện Kim Dung sao không? Trong Võ Lâm Ngũ Bá cái ban là gì? Cái ban là một trong những môn võ mà ban phái lớn nhất Trung Hoa. Mà cái ban là ai? Là ăn mày. Ăn mày là ai? It's me. Rồi bây giờ mày muốn cái gì? Bây giờ bà cho thì bà cho nhiều nhiều thôi, cứ giả lại bà đây thôi. Thôi sẵn rồi con cho bà luôn 3 đồng đi, bà ăn phở đi. Tại sao taxi của hôn như mày 10 đồng này mệt quá đi. Bà ơi, ông bà mình có câu cách cho hơn của đem cho. Bà cho bà phải tươi cười lên, bà cho như thế ai mà lấy. Con tự ái con không bao giờ con lấy. Cứ bà cho tiền bà phải cười tươi như thế này thì mặt bà cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo, thế ai mà lấy. Mất tiền tôi phải cười nữa. Được, sao cười? Vâng, phải cười. Mà không được, với 100 không có tiền lẻ mày ơi. Ôi cái đấy thì bà không cần lo, con thối bà 90. Mà có không? Thôi bà yên tâm, mình business mình phải đem hàng theo thối chứ. Chưa thấy thằng mày nào như thằng này hết trơn. Bà ngồi gì? Xuống đây bà chờ lẻ con tiếp. Tôi về gấp mà. Từ từ để con lại thối cho bà gấp. Nhanh lên đi. Không có tờ 10 đồng đấy, con phải lựa. Đọc ta. Cái tay con nó đau quá gấp. Bà nâng hộ con cái tay ra. Thôi đi, tết nhất mắt bà nâng tay quẹ mày, nó dẹp đi mày. Không sao đâu, con mới móc cái túi được. Đây này, con để bên túi bên này. Gớm, bà ơi, sao bà khó khăn với con ạ? À? Sao nó vướng thế nhỉ? Chưa, lâu quá đi. Hả? Cái gì vậy? Hả? Trời đất ơi, mày quẹ giả hả mày? Mày lường gạt tao mày? Không phải, con không muốn lường gạt bà này. Nó đau sơ sơ thôi mà vác vào này người ta thấy thương tâm đấy. Đấy là chiêu thức của anh mày. Trời, có tiền nó nhiều cái chưa kìa. Cái này nó cũng không có. Ôi trời ơi, nó có máy đếm tiền nên trời đất ơi. Bà chờ con tí, bà chờ. Cái gì vậy? Chết. Phone phải không? Trời mày... ăn mày có phone tay nữa trời. Có chứ, ăn mày cũng business mà. Ngày nào ông ra đây ngồi đấy là nghề của mình rồi. Alo, ZZ mình đấy hả? Anh đây. Ừ, đang có khách hàng. Thế nào? Rồi, nhận xong hết rồi, cái vỏ 4.000 thôi nhá. Đừng, anh nhận cái hột đấy vào cái vỏ kia 4.000 thôi. Mua rẻ rẻ, cái rẻ rẻ thôi, ừ. Không, mùng 1 Tết là Tết Việt Nam mà. Shopping nó vẫn mở cửa. Ừ, chiều anh lấy cho mình, tối chúng mình đi chơi. Ừ, cái giỏ Gucci 3.500 đây. Chiều nay xin là đủ luôn. Ừ, sao? Cho vé đi xem đại nhạc hội á hả? Hả? Thôi cho vé bình thường giả lại, ông ấy đi quăng giả lại. Gớm, hai vợ chồng mình mua 2 cái vé VIP 600, coi vô tư. Ừ, thôi ở nhà nhá, mở mực, hộp mực sen với lại mở mấy giò thủ, giò lụa rồi ra, rồi mở cái bánh trưng ra chờ tôi về ăn nhá. Ừ, thế nhá, bye bye Hurley. Ok, bye bye. Còn vợ, gấp. Tao thấy mày ăn mày mà mày giàu quá, mày cưng vợ mày quá ha. Mua bóp Gucci rồi hộp xoàn á. Vâng vâng. Mày mà chịu tao, tao cũng chịu mày. Trả số tiền lẻ lẻ đi. Mà tao nói mày nghe, tiền mày nhiều quá trời, mày nhiều hơn tao nên mày đi ăn mày chi vậy? Nói bà thương, không phải là con cái nghiệp ăn mày bà. Đây này, bà biết không, con này cũng tính mua cái nhà để đi ra đi vào. Ừ. Để cho nó có chỗ chui ra chui vào ấy. Ừ. Nhưng mà vất vả là tại tiền lãi nhà băng nó cao quá, con muốn pay off luôn. Đấy, thành thử dáng ngồi lết vài tháng ấy. Lãi nhà băng mà cao gì? Tao cho vay mới cao.
Nhà băng á lấy từ năm, tao á tính từ tháng. Một tháng á tao cho vay 1.000 á là tháng sau phải đưa tao 1.200. Ôi bà ăn lời cắt cổ thế à? Vậy chứ sao? Mà bà biết không, làm cái này nó cũng vất vả lắm bà ơi. Bà ăn lái như thế, bà biết ngày xưa con đâu có ngồi thế này. Ngày xưa đấy, cái nghề này là chỉ nghề tay trái của con thôi. Nghề ăn chánh của mày là nghề gì? Ăn cướp. Hả? Ngày xưa con ăn cướp. Nhưng mà sau mấy lần con đi vào chùa con rồi, con nằm con suy nghĩ, con vắt tay lên trán, thế mình ăn cướp đến lúc nào? Đấy, ngày xưa mình còn to con, mình còn cướp được gớm. Bây giờ cứ như con nhái nó vật một phát chết mẹ nó rồi. Thế là bây đây đấy, ngày xưa đấy, cái bản này con xài 20 năm rồi. Gớm, ngày xưa chủ trương của con là thà ăn cướp hơn ăn mày. Bây giờ cảm thấy my body không được ăn cướp được nữa, đổi sang ăn mày hơn ăn cướp. Mình cũng phải sám hối chứ bà gớm. Thì tao á, cho dai cũng là ăn tay trái thôi. Thế ăn chính của bà là ăn gì? Ăn welfare. Ủa? Tao nói thiệt cái mày hả, cái nghề cho dai cũng cực lắm, không có sướng ít gì đâu. Nhiều bữa hả, một tay lái xe, một tay ôm con. Bà có chồng còn con mọn thế hả? Ôm con dao á. Trời đất ơi, nó giật nợ tao, tao rượt nó tao đòi nợ. Nó không trả tao xiết đồ nó, tao xiết đồ không được, tao có dao sẵn tao xả nó. Chứ đâu có sướng như mày ngồi mình một chỗ gì đâu. Bà ơi, thế là con biết rồi. Thế là bà tại bà cho vay lấy lãi cao thế, thành thử ra người ta mới đặt bà là năm sừng trâu đó, đúng không? Không phải. Nói cái chuyện này tao vừa vui tao vừa buồn. Mày biết không, tao hồi đó tao dưới quê á, năm 17 tuổi á, nhà tao nghèo lắm, tao phải đi chăn trâu. Mà được con cái nha, tao nói tao đẹp, trời đất ơi, tao đẹp sắc nước hương trời vậy mày ơi. Tao nhớ bữa đó tao mới ra khỏi nhà, năm đúng sinh nhật 17 tuổi nghe, tao mới bước ra khỏi nhà, tao nói chim nó rớt bịch bịch đột 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 đột, nó chết trước mặt tao vậy mày. Cái tao ra ngoài hầu cá, tao cho cá ăn, không con cá nào dám mà mình moi lên để nó ăn hết trơn, nó lặn hết trơn rồi mày ơi. Thấy bà kinh khủng quá, nó chết hết hả? Đâu phải, nhan sắc á, tao thuộc loại là chim sa cá lặn đó, mày hiểu chưa? Nhưng mà tao coi kiểu này nè, tao nhớ đời đời mày ơi. Tao đẹp đó nữa mà trâu mày đồng nó còn mê tao mà. Mày biết không, con trâu đó nó có dòm tao, tao để ý nó một cái sừng, cái thẹo nhỏ nhỏ trên trán đó, tao để ý nó mà. Cái lâu lâu nó dòm tao, tao biết mắt nó muốn gì nữa. Tao biết rồi, làm sao tao chịu nó được mày? Mày biết không, cái bữa đó nó chịu không nổi sao á, nó cứ nhầm cái bụng tao mà nó hút vô mày ơi. Cái tao quýnh quá không biết sao, tao bẻ hai cái sừng luôn, tao quất quất quất, trời ơi, tao nói nó chết tươi mày. Từ đó tao có tên cô năm sừng trâu luôn. Mà cũng nhờ vậy tao ế luôn tới giờ. Trai trong làng đâu ai dám dòm tới tao đâu à. Mày biết không, trâu tao còn giật chết không như người. Còn mày, mày bảnh trai quá, mày sao mày đi ăn cướp gì vậy? Ăn cướp là ngày xưa, bây giờ con ăn mày. Bạn trai thì bạn trai chứ, con nói bà nghe đấy. Thì thấy mình sám hối thôi, thà mình đi ăn mày sướng hơn, làm ăn cướp vất vả quá. Tự nhiên đứng trước cửa chùa, tao cũng thấy tao muốn sám hối mày ơi. Tại tao cho dai lời cắt cổ khác gì đi ăn cướp, mày thấy không? Đúng rồi, đây bởi này, vậy? Con nói bà nghe này, cái sao? Nghề ăn cướp ấy, của con với bà là đồng nghiệp. Bà cũng ăn cướp, nhưng bà ăn cướp không cần dùng súng đạn thôi, bà hiểu không? Cho vay ăn lời cắt cổ giống ăn cướp thôi à. Đúng vậy. Bởi vậy lâu lâu tao phải lên chùa tao sám hối nè. Tại ra cửa chùa nè, lúc nào cũng động mở, mình có lòng á, Phật không có bỏ mình. Tao thấy ăn ở sở lợi á, ông trời ông gửi ông cho. Ông cho mình phải xài nha mày, mày đừng có hà tiện rồi nha. Tao dặn mày đừng có hà tiện, mày phải xài nghe chưa. Mày hà tiện, ông lấy lợi mấy hồi đó. Thành ra mỗi lần tao kiếm được 1.000 đô hả, thế nào tao nói bận cái gì tao bỏ hết á. Tao lên chùa, tao cúng 5 phần. Ôi thế bà tốt quá rồi, bà kiếm được 1.000 bà cúng vào chùa 500, thế là phước đức đầy nha nhỉ. 5 đồng. Cho bà mới bảo bà cúng 5 phần. 5 phần ngàn. Thì 5 đồng phải sao? Cái gì mà dòm tao? Bộ mày không tính tiền tao trước khi tao đi ra khỏi nhà tao, tao lên chùa tao phải đi ăn sáng hả? Mày không tính tiền tao lái xe tao hay đổ xăng hao tiền xăng hả? Mày không tính tiền tao ra đi lên mấy cái bậc thang này nè, nó hao dài hao dép tao hả? Mày không tính tiền tao quần áo hả? Mày không tính tiền tao khát nước tao mua chai nước tao uống rồi, mày không có tính tiền tao là mua giấy gì đó, khăn giấy tao lau lên mặt tao hả? Tính ra cũng mấy chục bạc chứ mày tưởng hả? Gớm với Phật Thánh mà bà còn tính thế, thảo nào bà cho con 10 đồng mặt bà cứ kinh khủng á. Phật á, mà tao cũng có 5 đồng mà. Cái bản mày á, bản mặt mày á, tao giọng vô họng mày đắp bồ. 10 đồng bạc mày muốn gì mày xỉa xói tao hoài vậy? Đâu có xỉa xói gì đâu. Để con tìm tiền con thối cho bà.
Lẹ lẹ đi tôi về. Rớm đem tiền mặt trong người. Bà lấy cái tay. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí cho con. Xin đồng cảm ơn anh đẹp gái, chị đẹp gái. Chúc giời ban phúc. Bà thấy bố thiên sư nhà nó xin như thế mà chảy cả nước mồm nước dãi ra, mà nó nhìn xong nó thọt thọt trong túi, xong rồi con kia nó khều xong thằng nó đi. Gớm, mày không có tiền mày dẫn bồ mày đi chơi làm gì? Làm đeo và vất vả thôi bà. Lẹ đi. Đây để tiền mặt trong người đây. Gớm, bà thấy không? Người đâu của đấy bà. Bao nhiêu tiền con mang theo hết. Không thèm gửi nhà băng. Sao mày không gửi nhà băng cho an toàn? Gớm, nhà băng có an toàn. Bố mày không sợ ăn cướp hả? Trời ơi, mà mày là ăn cướp rồi mày còn sợ ai nữa? Đúng rồi, bởi thế con mới giữ tiền trong người đấy. Thì gửi bà nhà biết băng không? Đi. Ủa, nhà băng không quan trọng đâu, nhà băng không ăn thua gì. Sao vậy? Ông bà mình có câu người đâu của đấy, đấy đồng tiền nó đi liền khúc ruột. Đấy, bà hiểu không? Thế nhà băng làm gì chắc chắn đây 8 cái casino ở bên Mississippi đấy, nó chứa bạc tỷ, chỉ một trận bão Katrina nó đưa mẹ nó hết ra biển rồi. Bây giờ thằng tỷ phú nó còn không có tiền bằng con đây này. Mấy chủ casino giờ chết hết. Mày nói nhiều quá, thôi thì tao lại đi. Thằng này nó kiếm trước nó câm, sao kiếm mày nói quá trời quá đất vậy mày đi. Không chuyện gì mà cứ ngồi đếm tiền hoài. Đây. Đây con gửi lại bà 90. Đây chúc bà làm ăn may mắn phát tài bà nhá. Đừng có rủa xả tao nghe. Không ai rủa bà đâu. Thôi tao đi đó. Vâng. Cái gì? Tính cho thêm à? Cho thêm cái gì? Welcome. Một bữa mày rủa người ta dữ lắm mà. Sao hôm nay mày không rủa tao nữa? Cô ơi, nảm ơn Nam Phúc bố thí cho kẻ tật nguyện một đồng à, kiếm thêm tiền chiều mua con heo sữa. Lấy dùm con, cảm ơn. Cảm ơn cô. Có chồng cô nhá. Lúc nãy rủa lộn. Ê, tao thấy mày làm ăn mày tao ham quá à. Mày ngồi chút xíu, mày nào tốn chút xíu nước miếng mày kiếm hai chục. Bây giờ tao ngồi trước cửa chùa, tự nhiên tao thấy lương tâm tao cắn rứt. Thành ra tao á tính đổi nghề. Thôi bà đang sang trọng này, bà đổi nghề ăn mày ai xem. Sao mày biết tao đổi nghề ăn mày hay vậy? Thế bà tính đổi nghề chỉ có thể bà nhìn thấy con làm ăn khấm khá, bà tính đổi nghề ăn mày gì? Đúng mà, tao nói mày nghe, mày chỉ tao được không? Bây giờ tao tính bỏ nghề cho gian lời cắt cổ rồi đó. Không, con nói bà nghe này này, làm ăn mày ấy không phải là có tài mà phải có duyên nữa. Duyên? Bà có duyên bà xin người ta mới cho, không có duyên nó chửi trong mặt ấy. Thì giờ mày dạy tao đi, sao tao biết được ăn mày? Tao nào giờ tao đâu có quen đi ăn mày như mày đâu. Không, nếu mày mà chỉ bà, nghề cho tao đi. Bà muốn như thế thì con tận tình chỉ bảo cho bà. Chỉ nhưng đi. Mà bây giờ bà phải rehearsal trước cho con xem. Trời, ăn mày có rehearsal nữa là sao? Thực phải tập thử à? Thực tập cho xem. Rồi, mày giờ mày chỉ có tao thiếu đi. Ăn mày không chứ gớm, nhiều khi ngồi không ai cho. Bây giờ mình xin, mình động lòng người ta gì? Vâng, động lòng á. Lại ông đi qua, lại bà đi lại cho một đồng ăn cơm. Cảm động không? Gì mà dòm tao? Tao xin rồi hay vậy mà sao mày dòm tao? Bà nhìn trong ánh mắt con có một tia nào cảm động không? Mặt mày chai quá, mày cảm động gì? Xin xong nó cứ đơ như tượng ấy. Chứ sao? Bà cứ xin mà bà cứ như đào hát thế ai mà cho. Cái này bà phải xin như con này vất vả mà giọng mình phải vật vờ lên này này. Nằm này. Hiểu chưa? Phải nằm vật vưởng ra thế này. Nói mà như cái dòng mà ai bóp cổ hết hơi ấy. Nằm sao? Này ông đi qua, này bà đi. Thôi đi. Nói đàng hoàng, nói rặn từng câu thôi đâu tao rặn như mày. Mày thì rặn á, mày rặn theo kiểu chèo cổ. Tao ăn xin theo kiểu cải lương sao giống mày được. Giờ mày chỉ tao đi. Mày luyện cho tao đàng hoàng đi. Bà quyết định như thế hả? Quyết định, tao từ nay tao phải đi ăn mày. Tao thấy tiền tao mê quá rồi. Chưa có ai mà chọn cái nghề kinh khủng như bà này. Em tưởng là có mình em chứ good idea đấy. Mà em nói nghe này, thế một ngày ấy, nói thật sự ra đây này, bà biết thu nhập một ngày bao nhiêu không? Đây, bà muốn thì con chỉ cho bà tận tình. Bao nhiêu? Nhiều khi mèo mù vớ cá rán ngày kiếm được 200. 200 đô la hả? Chứ không nhớ 200 gì, 200 tiền âm phủ à. Ôi trời ơi. 200 đô, một tháng 6.000, không có vốn, không đóng thuế luôn. Ôi trời ơi. Được, từ
từ đây tao theo mày, tao đi ăn mày luôn. Bà quyết định như thế? Quyết định. Con nói bà nghe, đây là bắt đầu nhảy vào lĩnh vực business. Ừ. Con truyền nghề cho bà. Ừ. Bà dáng bà vật vờ vật vướng, bà lăn lộn như thế nào con không cần biết. À. Mỗi ngày bà đóng con 40%. Đấy, trong business người ta gọi là chia tứ lục. Bà vất vả lăn lộn kêu gào kêu khóc, bà ăn 60, con ở nhà con ăn 4 thôi. Nè, mày nhìn kỹ tao nghe. Tao cho vay có 20% á, mày nói tao cắt cổ người ta. Bây giờ mày nhìn tao đi nghe, mày đòi tao 40%. Mày nhìn tao chừa cái cổ tao ra thôi, từ trên xuống dưới mày muốn cắt cái gì mày cắt mẹ nó đi. 40% vô đồ gian ác. Tao móc mắt bây giờ cái gì? Đồ gian ác à? Vậy mà mở miệng ra nói đạo đức, đồ xảo trá, đồ xảo ke. Bởi vậy tao nói có giàu á, cũng trời cũng ngồi cho ngồi lết qua đích lợi vậy hà. Bà. Vậy? Công nhận 12 bà mụ có thời gian ngồi nặng đẹp bà như tượng ấy nhỉ? Cứ bà càng chửi cái mồm bà càng đẹp gớm, sao người nào mà chửi mà mồm xinh thế cơ lị. Ôi giời ơi, bà chửi cái nốt ruồi bà nó cứ bay lên bay xuống, bay lên bay xuống. Ôi xinh kinh khủng luôn đấy. Đây đầu năm đầu tháng bà đừng chửi như thế nha. Gớm, bà cho tiền ai bà phải vui vẻ. Đấy, bà cho tiền mà bà cứ lầm bầm như thế. Đấy, cái chùa này linh lắm. Gì linh? Gớm, hôm qua có con mẹ kia cho con có 1 đồng thôi. Bà chửi quá trời luôn, xong vừa bước chân ra đường xe cán mẹ què ai rồi. Mày nói thiệt mày ớn thôi. Ừ, bây giờ không những bà cho 10 đồng mà bà cho con 100 bà vẫn phải cười. À, dân cụ 100 đó. Như thế phước nó vào nhà. Mày mà tại sao mày đòi tao 10 đồng? Mày cứ ăn xin mày donation 10 đồng là sao? Ôi, nguyên tắc mà. Thôi tắc, đây. Lần sau rồi đi. Lần sau đi tin đi xin rồi biết. Thôi, chúc bà vui vẻ may mắn với bà nhé. Tao nói mày nghe. Hồi 17 tuổi tới giờ, từ lúc mà ví dụ năm sừng trâu tới giờ đâu có ai khen tao đâu. Giờ có mình mày khen năm. Thành ra năm thấy năm cũng. Tại mày nhỏ tuổi với mày có vợ rồi chứ. Mày lớn lớn năm ngồi tao năm lết với mày luôn. Nó chơi mày, nó tao về đó ha. Thôi chung năm gặp nhiều may mắn năm nha. Vạn sự như ý nha, nhớ kiếm tiền nhiều nhiều nha. Tết năm sau tao lại tao thưởng cho mày 10 đồng nữa ha. Rồi hẹn đến năm sau kìa. Thôi chung năm mau có chồng năm nha. Thôi con dọn hàng năm ơi. Thôi em về thôi. Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh giạt luôn á. Anh ráng giạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được 2 con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chính á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè,
phải ở một con vợ ốm nhom ốm nhách ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ em chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi, cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó, anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó nói hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái dòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ, tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì, chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ờ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chút nha. Bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em.
Anh Thêm à, em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng cho anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Ông hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Nó cười à, mà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bên đó muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết con quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông, trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7.000. Trời ơi may mắn quá. Rồi từ 7.000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4.000. Đi học neo có 3.000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4.000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5.5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10.000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10.000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10.000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4.000 mà hút cái eo hết 10.000. Mày nằm không mày lời 6.000 mà mày không chịu.
Nghĩ sao ạ? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi, đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô Tùng vô Bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng vô Bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Cái ông nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này cái hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe coi được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó ta nè. Tao kêu ta tao lấy đại liên tao nã mày ta ra cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe ta rồi ha. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Thôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông bỏ. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xỉ. Cuối cùng là đi ra vậy đấy hả?
Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi, tắm thẹp đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà, bỏ qua đi. Anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường á, nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah, yeah. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của danh hề Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra tro, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràn pháo tay. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thầy Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên Thầy Giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm ba, không thấy anh vui giỡn chơi với anh á. Chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy? Trời ơi, đâu phải Thái Giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi. Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ Giám là dễ nhớ nhất. Thái Giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Bây giờ ta đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái lương, hồ quảng, hát bội, tân nhạc, cổ nhạc gì đó hả? Tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì? Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe nghe, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe nghe. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon là anh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy? Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy, tốn tiền mua xà bông lắm.
bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa? Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi, hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la, làm sao ông? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi! Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi! Chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à? Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Cái... tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không? Nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? À. Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. À. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Ờ. À. Rồi anh chỉ lại tôi. À. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không? Hay à. Mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không? Dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu hả? Giờ tới anh, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình. Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay, cái tay. Cái tay hả? À, cái tay hát đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng. Mưa nắng là chưa có tay. Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay không? Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi phải không? Có bàn tay rồi, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Thế cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý mới có tóc. Bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. À, tới anh nè. Cái gì? Cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Ờ, cái răng. Có răng hát đi. Có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi chứ để làm chi. Có răng phải không? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng, bây giờ tôi đố anh hả họng ra coi. À. Cái lưỡi. Ha, có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi. Không có lưỡi thua hả? Ờ. Về, chăng về. Cái lưỡi. À, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, làm lợi. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi. Xin đừng thương hại người ơi, vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi.
tôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gọi mời gì, tôi tin chót lưỡi đầu môi. có lưỡi rồi, tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đối gì mà ông vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à? Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thà như giọt mưa khô trên mặt em, thà như giọt mưa khô trên mặt duyên, để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến, nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng à, có lòng măng, có lòng măng à. Có lòng măng à, bây giờ bắt đầu tới anh. Cái rau. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang, trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có rau. Hân hoan ngài vuốt râu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời, có râu rồi Linh ơi. Hay quá hay trời ơi, tôi chết anh rồi, nè. Thua rồi. Chứ mấy gì có khó đâu. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Hát đi. Lưng, hả? Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mười, nhưng chiều mây cái lưng đồi tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Anh Giang ở lưng đồi chứ phải lưng anh à? Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Anh Giang quá vậy? Hồi nãy anh không giao à? Bây giờ tới anh à? Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à? Cái mông. Anh Giang anh không có bài nào có mông nha. Không có mông thua. Anh Giang tôi không? Cái mông. Người lướt mây trời giao kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm giao sống nước mênh mông. Có mông rồi. Cái đó chơi anh Giang không chơi à? Sao anh Giang? Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à? Ai mấy hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đồi vô làm chi? Thôi nó chơi với anh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Không phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ Đen, nó giật như nè. Vậy dám, thôi dám chơi không? Luôn đi, dám. Không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hưởng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẻo có ngày móc bọc xin nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần cách bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dại đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là giông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần chi đau khổ khổ đau, cùng nhau vui với Dân Sơn và Hoài Linh.